Hello anh em ha, xin chào anh em đã đến với đang xem kênh YouTube Hoàng Kha Go Play ha. Thì hiện tại trước mặt anh em là ba con chào màu ha, chào màu núi, vùng núi, chào màu Lào, Campuchia rồi đó. Thì bữa giờ anh em mà có theo dõi các cái kênh chim cảnh lớn, các cửa hàng chim cảnh lớn ở trên YouTube ha, thì Lào, Campuchia, Indonesia rồi núi, vùng cao, vùng bắc, Trung Quốc, tùm lum hết. Thì em cũng đú trend ha, em cũng đú trend, em cũng bắt con Lào với lại hai con núi đó. Thì em nói thật luôn là em không có rành về chấp màu đó anh em, và chờ màu đâu, và em cũng không có khoái cái dòng chim này ha. Chẳng qua là em thấy anh em nhộn nhịp quá thì thôi em lên em muốn sắm ba con về em chơi cho bằng anh bằng em. Tới khi ngán á, thì lúc đó hả đem về quê hay là chia lại cho anh em. Con nào mà được được xíu thì em đi về quê em lấy con đó em làm mồi ha. Tại quê mấy dòng này nó cũng nhiều lắm anh em. Ở quê em dòng này nhiều lắm. Mà từ trước giờ em không chơi này, em chỉ mê mấy dòng chòe thôi. Đó, thì bây giờ cái dòng này ba con này á thì em nuôi cũng gần cả tuần rồi đó. Em chỉ cho an toàn là chuối thôi. Thì hôm nay em mới thay giấy lồng này, em mới tắm cho tụi nó này. Thì em mới bắt đầu vô cám ha. Em chim nó khỏe mạnh rồi, em bắt đầu em vô cám ha. Thì em mới tắm cho tụi nó anh em, mới cho tụi nó tắm á. Thì bắt đầu vô cám anh em. Rồi đó. Ba con anh em ha. Thì em quay lên để cái thứ nhất á là em chia sẻ về cái mà chọn chào màu ha. Đối với người mà không biết gì á, giống như em ha, thì theo em á, một là cứ anh em cứ mở máy ra tìm, anh em dắt cái ghế anh em ngồi, anh em nhìn những con nào trong học nào đẹp á, anh em ưng á, anh em thích á, rồi bắt đầu anh em mở máy, anh em mở máy file máy lên, rồi bắt đầu á là anh em kích trống ha, kích coi thử coi nó mở file máy lên nó hót thì con trống nó nghe, thì con nào nó số giọng thì anh em lấy là con trống ha. Còn nếu như mà anh em nào còn nếu như mà anh em nào thân với chủ tiệm á thì nhờ ông chủ tiệm á, mà nói chung là cũng thân ai nấy lo, anh em phải tin tưởng xíu, anh em ráng cố gắng làm sao mà thân với ông chủ tiệm á, kêu ông chủ tiệm á, ổng là dân trong nghề mà ổng sẽ lựa cho anh em một con chim á ha, là trống ha. Thì đối với cái con chim mà em đang quay nè, đó nó đang đứng trên cầu nè anh em, đó con đó đó là con nói là chào màu Lào á. Thì em được cái ông chim cảnh cà khịa á, ông chim cảnh Quang Hinh á, ông lựa cho em á, ông lựa giùm em, nói con này là ông bao trống, nếu như mà máy hả ông ra ông đổi cho con khác ông bỏ nghề chim luôn á. Đó thì ông nói thì nói vậy thôi, ai biết được đúng không. Thì và cái thứ hai nữa, nếu như mà anh em muốn chọn cái cho chắc cú á, thì anh em bỏ tiền nhiều hơn, bỏ tiền nhiều hơn và người ta sẽ bao trống cho anh em ha. Thì đối với cái dòng cà màu này nó ăn uống rất là dễ anh em cứ về nhà con nào yếu yếu á, anh em cho nó mật ong pha với nước ha, cho nó uống là nó sẽ khỏe lại, hoặc là vitamin C ha. Rồi anh em cho chuối, sâu, dế, cào cao vào trong lòng trùm kỹ lại để nó yên tĩnh. Thì 3 ngày sau á là con chim nó chết, ấy xin lộn, 3 ngày sau là con chim nó sẽ khỏe mạnh, nó sống ha. Còn nếu như mà nó đai á, nó ngậm củ tỏi á, thì anh em ra ngoài tiệm chim cảnh ủng hộ tiếp. Đó. Cái đó câu đó là câu mấy thằng khứa chim cảnh hay nói với em á. Nói cứ 3 ngày sau mà nó đai, nó ngậm củ tỏi là ra đây ủng hộ em tiếp. Má, mấy thằng cha. Rồi, ok anh em, nói giỡn cho vui thôi, chứ tại hồi xưa giờ em cũng trước giờ em quay clip em nói chuyện cũng nghiêm túc á, nay em cũng nói chuyện nó hơi khác xíu ha, cũng vui thôi anh em thông cảm ha. Thì đối với cái dòng chào màu này á, thì em cũng không biết rành gì đâu anh em không có rành, thì em cũng mua về nuôi cho vui thôi. Với lại em cũng muốn ở quê em á, cái dòng này nó nhiều lắm, ở rẫy em á cái dòng này nó cũng nhiều, lâu lâu thỉnh thoảng nó về thì em cũng coi có con nào hay hay á. Em cũng có mấy hai cái lập ở quê á, em về chắc em đi bẫy, em đi bẫy cho vui, có clip đăng lên cho anh em cho vui thôi, chứ nói về cái dòng này thì em cũng không có rành lắm đâu anh em. Thì bây giờ bây giờ em nuôi cũng gần cả tuần rồi đó, bây giờ em mới trộn cám ha.
em trộn cám với chuối lại cho nó ăn ha. Chim em thì nãy em bắt ra em coi rồi, con nào cũng mạnh khỏe hết anh em, con nào cũng mạnh khỏe hết á. Con này mồng đẹp quá anh em ha, mồng gốc mồng to ha, đẹp ha. Con nào nói chung con nào mồng cũng đẹp hết á. Cái con này nè, cái con chim lào này nè anh em, cái mồng nó cực kỳ dài luôn anh em, cực kỳ dài, cực kỳ to luôn. Mà lông nó dày lắm anh em, lông chim nó dày, nó không có ôm sát như hai con chim này anh em. Rồi để em tập chơi cái dòng này thử coi, chứ em thấy cái dòng này em thấy em cũng không tự tin lắm đâu anh em, em không biết gì về dòng này á. Anh em nào có kinh nghiệm á nhớ comment bên dưới ha, bình luận bên dưới ha, chia sẻ cho em cái cách ha chăm cái dòng này nha. Và anh em đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ em nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Sắp tới sắp đạt được 1.000 người đăng ký rồi anh em. Anh em ủng hộ em ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em.